Hai vận động viên bowling Thành phố Hồ Chí Minh là Huỳnh Quốc Sử Bình và Lê Lâm Tùng vừa tham dự giải Super Sunday Classic diễn ra từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2022. Như lời chúc thành công cho các tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị tập huấn tại Hà Nội với mục tiêu đem lại thành tích tốt nhất ở SEA Games 31. Tại Megabow Bowling Center, địa chỉ tại tòa nhà CBD Premium 125 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh, người hâm mộ còn được dịp so tài cùng những người đẹp cũng sắp dự SEA Games 2022 như Hà Diệu Hương, Nguyễn Thúy Uyên. Super Sunday Classic chỉ là một giải đấu giao lưu nhưng giải thưởng khá đáng nể, giải nhất 9 triệu đồng, top 7 có thưởng lần lượt là 4,5 triệu đồng, 2,5 triệu đồng, 1,2 triệu đồng, 600.000 đồng và hai giải 300.000 đồng. Từ 279 điểm trở lên có giải thưởng đặc biệt, cao nhất là 300 điểm, được một banh bowling và 100 game miễn phí. Các bowler đấu 8 game căn cứ vào điểm tổng để xếp hạng chung cuộc nên không có vòng đấu master hoặc phân biệt đánh spin hay hook. Các vận động viên nam có phần khó khăn do các vận động viên nữ được chấp không ít. Chung cuộc, phần thưởng lớn nhất thuộc về Tăng Mỹ Phụng, vận động viên nữ được chấp 8 game, đạt tổng điểm 1.743, bình quân 181,88 điểm một game. Hạng nhì là Nguyễn Trọng Nghĩa với 1.725 điểm, bình quân 191,63 điểm một game. Lê Lâm Tùng xếp thứ 3 với 1.691 điểm, bình quân đạt 211,38 điểm một game. Trong các tuyển thủ sắp ra Hà Nội tập huấn, Hà Diệu Hương xếp thứ 7 với bình quân 176,50 điểm một game. Nguyễn Thúy Uyên xếp thứ 9 với bình quân 182,75 điểm một game. Huỳnh Quốc Sử Bình xếp thứ 11 với bình quân 193,88 điểm một game. Một số vận động viên bowling Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm ra Hà Nội tập huấn. Các thành viên đội tuyển còn lại vừa được tiễn chân vòng giải đấu Super Sunday Classic.